LiteFinance, the world of financial freedom. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với kênh YouTube của LiteFinance. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, việc lựa chọn vàng và ngoại tệ để đầu tư là một trong số những sự lựa chọn hàng đầu của các nhà giao dịch. Nếu trước kia các nhà đầu tư còn cân nhắc về sự lựa chọn này, thì bây giờ đây không phải là một mối quan tâm đáng lo ngại nữa. Thế nhưng giữa vàng và ngoại tệ đều có một mối liên hệ mà chắc hẳn rằng trong số ít người vẫn còn chưa biết đến. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng LiteFinance tìm hiểu xem cách vàng ảnh hưởng đến tiền tệ như thế nào quý vị nhé. Mặc dù vàng không còn được sử dụng như một loại tiền tệ chính ở các quốc gia phát triển, nhưng vàng vẫn có tác động mạnh đến giá trị của những đồng tiền đó. Hơn nữa, có một mối tương quan chặt chẽ giữa giá trị của vàng và sức mạnh của các giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Có thể quay lại lịch sử từ đế quốc Byzantine, thời điểm này vàng được sử dụng để hỗ trợ tiền tệ. Vàng cũng được sử dụng như một đồng tiền dự trữ thế giới trong suốt thế kỷ 20. Lúc ấy, Hoa Kỳ đã sử dụng bản vị vàng cho đến năm 1971 khi Tổng thống Nixon ngừng sử dụng nó. Cho đến khi bản vị vàng bị bỏ, các quốc gia không thể chỉ đơn giản là in tiền khi thiếu, số tiền giấy phải được hỗ trợ bằng số tiền vàng trong kho dự trữ. Mặc dù bản vị vàng từ lâu đã bị hủy, nhưng một số nhà kinh tế cảm thấy nên đưa bản vị vàng này quay trở lại. Vào thời điểm đất nước trải qua thời kỳ lạm phát cao, vàng đã được các nhà đầu tư mua với số lượng lớn. Lúc ấy nhu cầu về vàng tăng cao do giá trị cố hữu và nguồn cung hạn chế của nó. Vì vàng không thể làm ra được nên nó lại càng có giá trị hơn nhiều so với các hình thức tiền tệ khác. Giá vàng còn ảnh hưởng đến các nước nhập khẩu và xuất khẩu. Giá trị tiền tệ của một quốc gia gắn liền với giá trị của hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu của đất nước. Khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, giá trị của đồng tiền sẽ giảm. Mặt khác, giá trị của đồng tiền sẽ tăng lên khi một quốc gia là một nước xuất khẩu ròng. Như vậy, một số quốc gia xuất khẩu vàng hoặc dự trữ số lượng vàng lớn sẽ làm tăng giá trị đồng tiền khi giá vàng tăng. Vì điều này làm tăng giá trị tổng xuất khẩu của đất nước. Hay nói một cách khác, sự tăng giá vàng có thể tạo ra thặng dư thương mại hoặc giúp bù đắp thâm hụt thương mại. Và ngược lại, các nước nhập khẩu vàng nhiều chắc chắn sẽ có một đồng tiền có giá trị thấp khi giá vàng tăng. Khi ngân hàng trung ương mua vàng, nó ảnh hưởng đến cung và cầu của đồng nội tệ và có thể dẫn đến lạm phát. Điều này phần lớn là do các ngân hàng dựa vào việc in thêm tiền để mua vàng và đó tạo ra những dư thừa của đồng tiền. Giá vàng thường được sử dụng để đo lường giá trị của một đồng nội tệ. Mặc dù chắc chắn có một mối quan hệ giữa vàng và ngoại tệ, nhưng nó không phải là một mối quan hệ luôn luôn nghịch đảo như nhiều người vẫn thường nghĩ. Tuy nhiên, nền kinh tế mà một mối quan hệ giữa vàng và ngoại tệ sẽ tỷ lệ nghịch hay thuận với nhau. Suy cho cùng, vàng có tác động sâu sắc đến giá trị của tiền tệ thế giới. Mặc dù bản vị vàng đã bị hủy bỏ, vàng vẫn được xem như một mặt hàng có thể hoạt động thay thế cho các loại tiền tệ và được sử dụng như một hàng rào hiệu quả chống lại lạm phát. Vàng sẽ tiếp tục đóng một vai trò không thể thiếu trong thị trường ngoại hối. Vàng là một kim loại quan trọng để theo dõi, phân tích, đại diện cho sức khỏe của cả hai nền kinh tế quốc gia và quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng rằng qua nội dung này sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa vàng và ngoại tệ là như thế nào. Chúc quý vị và các bạn có một ngày giao dịch thật hiệu quả. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.